Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Lan Hoàng Trần Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến những cái lời kêu gọi đóng góp vào quỹ lập cho Tổng thống Trump một cái trang mạng mới. Thậm chí Tổng thống Trump cũng đang xét tới, chứ không phải là không đâu, mà những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng thế nữa. Thậm chí thành lập đảng phái riêng nữa. Yeah. Hoặc là làm riêng bất cứ những cái gì có thể được để không bị ảnh hưởng bởi những cái đại công ty mà họ nói rằng là tìm cách bịt miệng Tổng thống Trump. Thế nhưng cái hệ lụy nó lớn như thế nào là cái điểm quan trọng. Mình khoan nói tới những cái nhóm nhỏ mà muốn gây quỹ để mà rồi trục lợi. Mình nói đến việc mà Tổng thống Trump thực sự nếu mà ông thành lập đảng riêng cho ông, điều đó được chứ phải không? Nhưng mà cái vấn đề lớn ở đây đó là việc mà thành lập đảng như vậy đó thực sự có tạo được cái ảnh hưởng lớn hay không? Thì cái điều đó mình sẽ nhìn vào trong tương lai. Tuy nhiên mình nên nhớ ở Mỹ này chỉ có hai đảng thôi, Dân Chủ và Cộng Hòa. Còn ba cái đảng nhỏ tí tí đó, thì chẳng ảnh hưởng gì. Ngoại trừ trong những cái trường hợp trong quá khứ cũng có một phần những người độc lập ra kéo lá phiếu. Thì phần lớn hễ có một cái đảng ra riêng đó là một là đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ bị ảnh hưởng. Mà trong trường hợp này nếu mà Tổng thống Trump ra một cái đảng riêng đó thì ai sẽ người ảnh hưởng lớn nhất? Đảng Cộng Hòa sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất. Bởi những cái phiếu mà lẽ ra của đảng Cộng Hòa chống lại đảng Dân Chủ đó thì họ bỏ sang để cho ông Trump. Thì ra một cái cuộc bầu cử lớn đó, thì chắc chắn là đảng Dân Chủ sẽ chiếm thế thượng phong. Cho nên cái điều đó có lợi cho Tổng thống Trump. Nhưng mà ngược lại đảng Cộng Hòa sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thứ hai nữa đó là chưa nói đến cái tiến trình hiện nay mà Tổng thống Trump đang đương đầu. Thứ nhất là impeachment, vấn đề luận tội, truất phế. Thứ hai là áp dụng tu chính án số 25 để lấy quyền lực của ông. Thì hai cái vấn đề này hoàn toàn nó khác nhau, thưa quý khán thính giả, chúng tôi sẽ đề cập tới. Nhưng mà trở lại với cái bản tin mà Ngọc Lan vừa đưa ra để cho thấy rằng đây không phải là lần đầu đâu, mà trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều lần có những cái người lên quảng bá đủ thi chuyện để mang lại lợi nhuận. Trong trường hợp này thì mình không thấy là có lời, và thậm chí dùng cái chữ rất là hay đó là nếu có thành công hay không là ý trời. Khi mà đưa cái câu đó ra đó thì cái người đòi gây quỹ để ủng hộ được Tổng thống Trump ủy quyền như thế này đó là họ đã tránh hết tất cả các trách nhiệm rồi. Bởi vì nếu quý vị đóng góp 100.000, đóng góp 5.000 đô la không thành công thì ý trời, không thành công thì mình đã cố gắng hết mình rồi. Tiền của quý vị đóng vào đó chúng tôi chi hết để mở văn phòng, thuê mướn nhân viên đủ hết cả. Rồi cái chuyện giấy tờ sổ sách thì cứ ghi đại ra. Thì đó là những cái điểm để chúng ta thấy rằng trong thời lúc này biến động như thế này, ai cũng muốn ủng hộ Tổng thống Trump hết. Nhưng mà thưa quý vị nhớ đó, là mình còn bao nhiêu ngày nữa Ngọc Lan? 9 ngày nữa vào. 9 ngày, hôm nay 11 9 ngày nữa rồi. Là xong rồi. Nếu có thì hy vọng 4 năm tới Tổng thống Trump sẽ ra nhiệm kỳ thứ nhì. Ông vẫn còn cơ hội đó. Tuy nhiên, cái cơ hội đó nếu bị impeach luận tội và truất phế được đó thì ông sẽ không còn cơ may để ra tranh cử lần thứ nhì nữa trong vòng 4 năm tới. Và trong vòng 4 năm tới đó, chúng ta thiết nghĩ coi liệu rằng đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump để có được nhiệm kỳ thứ nhì hay không. Bởi vì sau nhiệm kỳ thứ nhì nếu ông được đó thì cái người kế tiếp lại phải có một cái Tổng thống mới, và đảng Cộng Hòa lại phải tiếp tục vận động để tìm ra một cái người Tổng thống mới cho đảng nữa. Thì cái thời gian từ bây giờ còn 4 năm tới nữa, thì nếu những ai mà tiếp tục ủng hộ cho Tổng thống Trump và nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công một lần nữa thì tiếp tục ủng hộ. Nhưng mà quý vị vô cùng cẩn trọng với cái tình hình
như thế này. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn thấy trên Facebook nhiều nữa ha, trong những ngày tới. Anh Thụy vừa mới nói á, là chỉ còn có 9 ngày nữa thôi thì những cái chuyện đó có thể là không xảy ra, nhưng mà ở trên các mạng xã hội nó vẫn xảy ra và người ta vẫn chuẩn bị cho tinh thần đó. Ví dụ như hình ảnh mà Ngọc Lan có đây từ một cái Facebook để mà kêu gọi tinh khẩn là Hoa Kỳ đã mất điện internet viễn thông, rồi kế hoạch phản công bắt đầu vào tối ngày 10 tháng Giêng, ngày tối ngày hôm qua Ngọc Lan cũng cố thức để mà xem chuyện gì xảy ra. Ôi, mình làm tin tức mà mình cũng sợ chứ. Tại vì mọi người xôn xao nhiều quá. Tiểu bang này bị mất điện hết rồi, tiểu bang kia bị mất điện hết rồi, nhưng mà có người lên nói rằng là ủa, tôi đang sống ở đây tôi đâu thấy gì đâu. Vân vân. Thì Ngọc Lan nghĩ cái chuyện mà mình ủng hộ cho ai, mình ngưỡng mộ một ai, mình thần tượng một ai, cái điều đó không có gì đáng trách hết. Và đương nhiên đối với cái người mà mình ngưỡng mộ, mình thần tượng, nếu có một cái điều gì nó không thành công mình cũng cảm thấy rất là đau lòng. Ngọc Lan thấy mình may mắn hơn ở cái chỗ là Ngọc Lan từ xưa giờ mình không có thần tượng ai hết, cho nên mình không có bị rơi vào cái tâm trạng đó. Ngọc Lan không thần tượng Joe Biden hoặc là cả Tổng thống Trump, hồi đó giờ không có thần tượng ai hết. Cho mình sống, mình chỉ bình thản để mình nhìn mọi sự việc. Tuy nhiên mình, Ngọc Lan nghĩ mình cần phải tỉnh táo một chút. Chứ cái kiểu mà cứ bây giờ nói rằng là từ đây đến ngày đó không có phải giống như anh Thụy nói là không có chuyện gì xảy ra đâu. Rõ ràng ngày hôm qua người ta đã chờ đợi một cái cuộc tổng tấn công, một cái cuộc phản công. Và họ cũng đã chờ đợi đến ngày 20 tháng Giêng, chứ không phải là bình thường. Và bây giờ đó, hỏi ngay chỗ anh Nguyễn Trường đi, gạo người ta vẫn đến để mua. Và người ta nói rằng là hồi trước khi mà cái dịch bệnh đổ ra hồi tháng 3, mọi người đổ xô đi mua gạo, nước, giấy để mà tích trữ đó, thì họ không làm, họ nhìn cái chuyện đó rất là nhảm nhí. Nhưng mà bây giờ thì họ lại làm cái điều đó, bởi vì họ vẫn mong chờ một cái gì đó nó xảy ra vào giờ cuối. Thì cái niềm tin đó của mỗi người cũng không có gì đáng trách hết. Nhưng mà ok, thì bây giờ mình cứ chờ, chứ không phải là sẽ mọi chuyện sẽ êm đềm giống như là. Thưa quý vị, tôi không có chuyện gì. Trong thực sự mà nói, cái sợ nhất của tôi là bây giờ là bị Covid 19, bởi vì không biết cơ thể của mình sẽ như thế nào nếu mà bị có con đó vào. Rồi tôi mỗi ngày đọc thấy sợ thật. Tức là cái số người chết, cái số người nhiễm bệnh nó tiếp tục tăng. Rồi không những Covid-20, Covid còn có những cái con Covid khác nữa. Nó lây tùm lum tà la hết rồi. Sắp tới đây, chẳng hạn như ở Nhật bây giờ họ nói 80% tuyên bố là thôi, chính phủ đừng có tổ chức Olympic tháng 7 tới đây. Họ rời cả một năm trời, nhưng mà chắc có lẽ là cái cơ may để có được Olympic không thành công. Liệu rằng từ bây giờ đến tháng 7 cái số người nhiễm có giảm xuống hay không? Thì đó là cái chuyện Covid. Còn cái chuyện mà từ bây giờ đến ngày 20 tháng 1 thì tôi vẫn tin tưởng là cái cơ quan an ninh của chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang làm việc ráo riết luôn nữa. Họ đã kéo lực lượng vệ binh quốc gia rồi, nghĩa là đủ hết cảnh sát, không để cho cái chuyện. Và mình cũng mong rằng cái chuyện mà tấn công tòa nhà quốc hội sẽ trong tương lai sẽ không bao giờ xảy ra nữa, dù bất cứ một chế độ nào. Rồi có tin tưởng vào chính phủ Hoa Kỳ hay không? Chúng tôi nói dùng cái chữ chính phủ, thì chính phủ ở đây 4 năm một lần là có khả năng thay ngôi đổi chủ. Cái chuyện đó chúng ta thấy là bao nhiêu, ít nhất là cũng trên 2 thế kỷ nay rồi. 4 năm. May mắn cho một chính phủ, chẳng hạn đảng Dân Chủ được 8 năm hoặc là đảng Cộng Hòa được 8 năm, hai nhiệm kỳ. Có cái chuyện gì xảy đến cho đất nước Mỹ hay không nếu mà một cái chính phủ đó lên? Tôi nghĩ phần lớn đó là cái quan điểm lạc quan của chúng tôi đó. Không có chính phủ nào lên để mà muốn gây hại đến người dân của họ hết, Cộng Hòa hay Dân Chủ. Mà chúng ta thấy được cái điều đó. Nó chỉ có khó khăn là trong vòng 4 năm qua đó, dưới thời Tổng thống Trump thì quá nhiều cái biến cố để nó xảy ra. Nhưng mà đồng thời nếu chúng ta nhìn lại đó, thì cái sự phát triển ngoại trừ cái chuyện Covid thôi. Nhưng mà nếu không có Covid đó, thì Tổng thống Trump lại có khả năng được tái nhiệm kỳ lần nữa rồi. Nhưng mà vì vấn đề Covid, vì nhiều cái vấn đề khác. Dù đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, quan điểm của chúng tôi, đất nước Mỹ này vẫn thịnh vượng như thường, vẫn là một cường quốc trên thế giới. Đừng nên nói rằng ô, đảng Dân Chủ lên là biến đất nước này thành xã hội chủ nghĩa, đảng Cộng Hòa lên sẽ thịnh vượng. Hoặc là có những quan điểm nếu mà để đảng Cộng Hòa lên thì chiến tranh rồi sẽ biến động khắp thế giới, vân vân. Quan điểm ai cũng vậy nữa. Họ không đồng tình với một cái
lý tưởng hoặc một cái lập trường của một đảng thì họ sẽ đưa ra những cái quan điểm của họ để chống đối đảng đó. Quý vị là người của đảng Dân Chủ sẽ chống đối quan điểm của đảng Cộng Hòa và ngược lại. Nhưng mà tự chung đi chăng nữa, ai lãnh đạo nước Mỹ cũng muốn đất nước Mỹ thịnh vượng. Không có ai muốn đất nước Mỹ này suy đồi hết cả, Ngọc Lan ạ. Ngọc Lan cũng nghĩ như vậy. Tại vì nếu như mà cái Cộng Hòa hay Dân Chủ lên mà muốn triệt bên này, triệt bên kia, muốn một cái đất nước nó giống như là người ta nói là sẽ trở thành cộng sản độc tài, thì Mỹ nó không tồn tại như là ngày hôm nay. Tuy nhiên mình cũng lên án hết mọi những cái hành động mà tìm cách để mà phá hoại cái này cái khác, cũng giống như là một số những cái thượng nghị sĩ hay là dân biểu trong kỳ vừa rồi đó, thì đã bị những cái gì, thì xin mời quý vị cùng trở lại với Cà Phê Sáng sau phần bảo trợ thương mại.